Từ năm 2021 đến giữa tháng 10 năm 2023, huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đạt 65.096 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 14,05%. Dự kiến cả giai đoạn 2021-2025, tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thành phố đạt 126.060 tỷ đồng. Nhằm cụ thể hóa kết luận số 67 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 103 của Chính phủ, thành phố Buôn Ma Thuột đã huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Giai đoạn này, thành phố Bù Ma Thuột được Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 7 công trình dự án quan trọng với tổng mức đầu tư 1.227 tỷ đồng, Tân cử như công trình đường Tôn Đức Thắng có tổng mức 565 tỷ đồng, đường Nguyễn Đình Chiểu nối dài 280 tỷ đồng, trục đường số 14 từ đoạn cuối đường Amakhe đến đường Đông Tây 180 tỷ đồng. Cùng với đó, thành phố cũng đã triển khai nhiều giải pháp để huy động các nguồn lực trong cộng đồng doanh nghiệp và người dân, góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, trong đó có nhiều dự án giao thông trọng điểm cùng với nguồn vốn ngân sách, thành phố huy động nhân dân chung sức thực hiện các tuyến đường trung tâm có tính kết nối vùng, có phần tạo diện mạo khang trang cho các khu dân cư nói riêng, thành phố nói chung. Để thực hiện hiệu quả khâu đột phá về huy động nguồn lực đầu tư phát triển, thời gian tới thành phố Buôn Ma Thuột sẽ tập trung hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố theo hướng hiện đại điểm nhấn trong quy hoạch thành phố vừa quan tâm tạo sự phát triển kiến trúc cảnh quan đô thị đồng thời bố trí dành quỹ đất để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư tích cực phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn